Hello, xin chào mọi người. Mọi người thử đoán xem mình đang đi đâu? Vâng, đúng vậy, mình sẽ đi Tân Cương. Mình đã đến nơi rồi, đây chính là Tân Cương. Tuy nhiên Tân Cương này không phải xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam nơi sản xuất trà Tân Cương nổi tiếng, mà Tân Cương là khu tự trị duy ngẫu nghĩ Tân Cương Trung Quốc. Vậy nói đến Tân Cương thì bạn nghĩ đến điều gì? Bí ẩn, vùng đất của trái cây và sắc đẹp. Chắc mọi người đều xem qua bộ phim truyền hình Trung Quốc Tây Du Ký, trong đó có một ngọn núi tên là Hỏa Diệp Sơn. Ngọn núi này thực sự tồn tại, chính nằm ở Tu Ban Tân Cương Trung Quốc, là nơi nóng nhất Trung Quốc. Chỗ mình đang đứng là thành cổ Kaxi Tân Cương. Nhân chuyến công tác tới Kaxi lần này, mình sẽ giới thiệu với mọi người mấy cái nhất của Tân Cương. Diện tích rộng nhất. Tân Cương nằm ở vùng Tây Bắc Trung Quốc, là một trong năm khu tự trị dân tộc thiểu số của Trung Quốc. Trên mạng Trung Quốc thường có câu không đến Tân Cương thì không biết Trung Quốc rộng lớn cỡ nào. Vậy Tân Cương rộng bao nhiêu? Tân Cương rộng hơn 1.664.000 km², chiếm 1/6 tổng diện tích đất liền của Trung Quốc, tương đương tổng diện tích của 18 tỉnh ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc hợp lại, gồm Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Phúc Kiến, vân vân, tương đương diện tích của 3 nước Pháp, 4 nước Nhật Bản, 7 nước Anh và 16 nước Hàn Quốc. Và nếu lái ô tô chạy một vòng vùng Nam Cương với tốc độ trung bình 120 km/h, sáng đi tối nghỉ, phải mất 7 ngày. Tân Cương tổng cộng có 22 sân bay, nhiều nhất Trung Quốc, trong khi đáp máy bay từ thủ phủ Urumqi đến thành phố Kaxi mà mình đang đứng thì phải mất 2 tiếng đồng hồ. Mang đặc sắc dân tộc rực rỡ nhất. Tân Cương mặc dù là khu tự trị của người Duy Ngô Nhĩ, nhưng lại không phải chỉ có người dân tộc Duy Ngô Nhĩ sinh sống ở đây. Trung Quốc có 56 dân tộc, 56 dân tộc này đều có dân cư sinh sống tại đây. Vị trí địa lý và đặc điểm đa dân tộc của Tân Cương đã khiến nơi đây trở nên hết sức đặc biệt. Tân Cương giáp danh với 8 nước gồm Nga và Kazakhstan. Nơi đây đã kết nối nền văn hóa Trung Hoa cổ đại với các nền văn hóa cổ gồm Ấn Độ, Pexic, A Đọc, Hy Lạp và Roma. Vì vậy còn lưu lại vô số di tích nổi tiếng thế giới như là Quan Ải, Thành Lũy, Chùa Hang Đá, Mộ Táng và Phong Hỏa Đài mang đậm phong thổ nhân tình tha hương. Mọi người xem phong cách kiến trúc của Kaxi liệu có phải khác với kiến trúc Trung Quốc ở nơi khác không? Đương nhiên do có nhiều dân tộc tập trung sinh sống ở đây thì người dân Tân Cương trông khác hẳn so với người dân tộc Hán. Hơn nữa, Tân Cương nổi tiếng về có nhiều người đẹp, mắt to, tóc dài. Nguồn tài nguyên dồi dào nhất. Tân Cương có diện tích rộng lớn, địa hình hết sức đa dạng, vừa có sông băng núi tuyết liên miên đến rừng cây rậm rạp, vừa có sa mạc cát bụi đầy trời, cũng có sông hồ lớn nhỏ, vừa có ngọn núi cao chót vót, cũng có thung lũng thác trũng. Thảo nào có cư dân mạng Trung Quốc nói rằng trong đời nhất định phải một lần đến Tân Cương một lần là nghiện, đến rồi thì không cai được. Tân Cương có ánh nắng mặt trời mạnh, mưa ít, ít mây che phủ, cho nên ánh nắng mặt trời hết sức dồi dào. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn, chất dinh dưỡng của dưa và hoa quả ít bị tiêu hao, tích tụ nhiều chất đường, vì vậy quả rất ngọt. Nho của Tu Ban, dưa của Hami, lê thơm của Khu Ải Lợ, hạch trắng của Phu Chơ. Ngoài ra còn có liệu táo sung. Và ở Tân Cương, một năm bốn mùa đều có dưa và trái cây. Và nghe nói trong nhà người dân Tân Cương miễn là có sân đều sẽ trồng các cây hoa quả như là nho, táo, quả hạnh, vừa ăn hoa quả vừa có bóng mát. Đương nhiên Tân Cương còn nổi tiếng về bông. Tân Cương là khu trồng cây bông lớn nhất Trung Quốc. Hơn nữa, chất lượng bông của Tân Cương là thuộc loại đẳng cấp thế giới. Tân Cương còn có rất nhiều món ăn đặc sắc. Hay hôm nay mình đã ăn rất nhiều món ăn chưa từng thấy ở Tân Cương như bánh bao nướng, thịt kiều hầm bằng ca, bánh nang, bánh ngọt sữa chua quả sung, cơm chiên thịt kiều, súp gà hầm Tân Cương, mì kéo dài, vân vân và vân vân. Tân Cương có nhiều điểm khác với nội địa Trung Quốc. Như vậy các bạn cũng hiểu được phần nào tại sao Tân Cương gọi là khu tự trị chứ không phải tỉnh. Và điều này ta liên quan đến chính sách dân tộc của Trung Quốc. Thế giới hiện có hơn 2.500 dân tộc, nghĩa là đa số quốc gia trên thế giới đều là nước có nhiều dân tộc. Việt Nam có 54 dân tộc, Trung Quốc có 56 dân tộc, đều đối mặt với vấn đề xử lý quan hệ dân tộc trong nội bộ. Kinh nghiệm xử lý vấn đề dân tộc của Trung Quốc là để các dân tộc tham gia vào quản lý và tự quản công việc của các địa phương và đồng thời coi tự trị khu vực dân tộc là một chế độ chính trị cơ bản. Vì vậy, Trung Quốc đặc biệt ban hành luật tự trị khu vực dân tộc. Và thực ra ở Trung Quốc còn có 4 khu tự trị dân tộc như các tỉnh như Tân Cương, ví dụ như là khu tự trị Nội Mông, khu tự trị Tây Tạng, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Và trong đó, những khu tự trị dân tộc dưới cấp tỉnh còn nhiều hơn nữa. 55 dân tộc thiểu số đã thành lập 155 nơi tự trị dân tộc và những nơi thực hiện chế độ tự trị dân tộc có thể hưởng nhiều chính sách có lợi hơn theo đặc điểm của từng dân tộc để bảo đảm duy trì kinh tế và văn hóa của từng dân tộc.
Thực ra trên thế giới không có thẳng dựng cho vấn đề dân tộc của bất cứ nước nào đều cần dựng vào tình hình trong nước của mỗi nước và áp dụng chế độ thích hợp bảo đảm các dân tộc thiểu số được hưởng quyền lợi tự do, bình đẳng và công bằng. Năm 1953, dân số Tân Cương chỉ hơn 4,7 triệu và đến năm 2020, dân số nơi đây đã tăng lên đến hơn 25 triệu. Hãy xem dòng du khách tấp nập ở đây. Đây chính là Tân Cương chân thực.